Vâng, chào các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái ngôn ngữ lập trình Python nhé. Đây, chúng ta mở cái này nhé. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python. Đấy, Python. Thế thì ngôn ngữ lập trình này thì nó có cái đặc điểm gì và chúng ta học như thế nào, đúng không? Thì thực ra là cái thế mạnh của nó là nó có thể dùng để chúng ta lập trình cho machine learning. Machine learning, đấy là cái thế mạnh của nó. Thế ngoài cái thế mạnh đấy ra thì chúng ta đầu tiên chúng ta tìm hiểu xem là nó có những cái đặc điểm gì quan trọng ở trong cái này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi về cái khái niệm, đúng không? Thì ở đây là mình chỉ nói cái sơ sơ thôi để chúng ta hiểu, đúng không? Thì bản chất của Python nó là một ngôn ngữ lập trình kịch bản, đúng nha, tức là nó dạng là script. Đấy, thì nó được tạo ra đâu đó khoảng năm 1990. Thì đến nay là cái cộng đồng sử dụng của nó rất là đông. Thì trong đó nó chỉ đứng sau cái ngôn ngữ, tức là nó sẽ có C Java rồi đến gì Python, đúng không? Đấy, thì các bạn thấy rằng là nó là một ngôn ngữ phổ biến, rất là phổ biến, đúng không? Thì ở đây thì cái đặc điểm của nó thì nó sẽ có rất nhiều những đặc điểm quan trọng, đúng không? Trong đó nó sẽ là có cú pháp này, rất là dễ dễ đọc, đúng không? Hướng đối tượng vân vân, và nó có thể mô đun hóa, và cũng có thể là quan trọng là chúng ta có thể viết các cái phần mở rộng và các cái mô đun theo kiểu như là C, C cộng cộng, vân vân. Tóm lại là nó rất mạnh. Đấy, thì các bạn nào tìm hiểu, bạn có thể đọc thêm một số những cái tài liệu ở trên mạng để chúng ta biết rằng là nó dùng vào việc gì, nhưng mà quan trọng nhất như mình nói là nó có thể dùng trong machine learning, đúng không? Hoặc là xử lý dữ liệu lớn, big data thì nó rất là phù hợp. Thế thì đấy, về ngôn ngữ đấy thì chúng ta không cần phải nói rồi, đúng không? Nó rất là phổ biến. Thế thì bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm đến cái việc là chúng ta cài đặt nó như thế nào. Đúng không? Cài đặt. Đấy, thì chúng ta sẽ sang đây cài đặt. Thế thì để mà cài đặt cái ngôn ngữ này, cài đặt cái này thì bạn có rất nhiều cách, đúng không? Trong đó thì chúng ta có thể là chúng ta lên, chúng ta gõ là Python, đúng không? Thì nó sẽ ra cho bạn cái phần cài đặt, đúng không? Nhưng mà ở đây thì mình sẽ không hướng dẫn theo cái cách đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài một cái công cụ để lập trình, đúng chưa nhỉ? Cài một cái công cụ để lập trình. Thế thì bạn tức là cái cách chạy một cái file Python, tức là chúng ta lên đây ta gõ này. Ví dụ bạn sẽ ghi là Python download nó. Đấy. Thì các bạn sẽ download ở cái này, đúng không? Cái tool này, bạn cài đặt lên. Sau khi cài đặt lên thì chúng ta sẽ viết, và sau khi viết xong thì bạn sẽ có câu lệnh chạy cái Python như thế này. Câu lệnh chạy của nó thì các bạn có thể ghi là sau khi cài đặt này, sau khi cài đặt thì lệnh chạy, đúng không? Lệnh chạy thì nó sẽ là đây, nó sẽ là Python, đúng không? Và ghi tên tên file chấm p p, nó là cái đuôi của cái file Python nhé. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta mới đây là một cái cách, đúng không? Và rất là phổ biến, nhưng mà bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái cách nó có thể là các bạn không phải nghĩ nhiều. Đấy là chúng ta đào các công cụ lập trình luôn. Bạn sẽ ghi công cụ lập trình thì ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều các công cụ, trong đó có cái công cụ ví dụ như là bạn ghi là PyCharm. Đấy, PyCharm, đúng không? Thì đây là một cái công cụ mà bạn có thể download về. Thì khi mà download cái này về thì các bạn chú ý là nếu mà chúng ta có cái email về .edu thì chúng ta sẽ được miễn phí, đúng không? Còn nếu mà không .edu thì bạn dùng tạm cũng được, đúng không? Hoặc thậm chí là chúng ta có thể code trên công cụ online cũng không sao. Chúng ta có ghi là, đúng không? Python này, GDB. Đấy. Thì nó cũng sẽ có cái công cụ online cho các bạn. Đây. Đây chính là cái đường link của nó nhé. Các bạn có thể sử dụng cách này là nhanh nhất. Đấy. Như vậy, về cách cài đặt thì chúng ta sẽ có thể là cài đặt thì chúng ta sẽ có dùng hai cách nhé. Đơn giản nhất là chúng ta dùng hai cách như thế này. Một là
Cách một là cài đặt PyCharm. Đó, cách hai là chúng ta dùng công cụ online. Công cụ online chính là cái công cụ này. Bạn lên bạn gõ chữ Python GDB, lập tức nó ra cho bạn cái này. Đúng không? Và chúng ta có thể lập trình ở trên cái công cụ này. Đấy, là cách đơn giản nhất. Đó, ok, như vậy chúng ta đã hiểu về cái công cụ cài đặt rồi, đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ đi thêm một chút nữa về cái công cụ này. Đó, ok, thì chúng ta sẽ thực hiện là cái việc đây. Chúng ta sẽ đi vào cái phần số 2, phần số 1 là chúng ta giới thiệu đúng không? Thì chúng ta sẽ đi vào phần số 2 thì các bạn sẽ xem ở cái video tiếp theo.